Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 12 tháng 10 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Ngành thuế tổ chức ký cam kết hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018. Nghệ Chí Tân được công nhận nhãn hiệu tập thể. Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, nhiều hộ giàu lên từ trồng cam. Nhiều trường trung học cơ sở của huyện Tiên Lữ ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh. Cảnh giác trước những thông tin bị đặt trên mạng Internet. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Trong 3 năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tính đến tháng 9 năm 2018, toàn tỉnh có trên 370 mô hình dân vận khéo đăng ký mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, đó là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cấp ủy chính quyền các cấp tích cực phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào dân vận khéo. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục đa dạng hóa hình thức, tập hợp vận động tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, công tác dân vận, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tại hội nghị, 14 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận và nhiều mô hình dân vận khéo được trao giấy chứng nhận của Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ngành thuế ký cam kết thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng khẳng định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ nay đến hết năm, thời gian không còn nhiều. Trong khi số thu chưa đạt được như mong đợi, vì vậy ngành thuế phải quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường công tác thanh kiểm tra chống thất thu, nhất là đối với ngành buôn bán xăng dầu, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất thức ăn chăn nuôi, tăng cường công tác thu hồi nợ đọng và khai thác nguồn thu gắn liền với đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó, rà soát các doanh nghiệp nộp thuế trên địa bàn để đôn đốc thuế, kiểm tra, thanh tra, kể cả cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ đọng thuế, nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, tổng hợp kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng, quý sát với thực tế, tổ chức giao dự toán, gắn thực hiện nhiệm vụ với bình xét thi đua cả năm, thường xuyên tổ chức đối thoại, trả lời kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế khi được yêu cầu. Tiếp tục động viên và hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử, thực hiện công khai trên phương tiện truyền thông, thông qua các doanh nghiệp có thành tích nộp thuế lớn và chấp hành tốt pháp luật thuế. Giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, từng đội thuế, gắn trách nhiệm đôn đốc thu nợ với khen thưởng thi đua, xem xét trách nhiệm cá nhân tập thể trong việc để tỷ lệ nợ đọng cao. Các ngành, các địa phương và ngành thuế phải cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, tham mưu đề xuất các biện pháp để nhanh tiến độ đấu giá, cấp quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, đôn đốc các đơn vị còn tiền sử dụng đất trên tài khoản, tạm giữ của cơ quan tài chính, nộp hết vào ngân sách nhà nước. Các đơn vị xây dựng cơ bản phải thu nộp thuế ngay khi được thanh toán. Cùng với đó, tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về thuế, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế, tăng cường kỷ cương kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Nhân dịp này, các phòng ban của Cục Thuế tỉnh và 10 chi cục thuế của các huyện, thành phố đã ký cam kết quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 10, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Sự đại hội có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và 200 đại biểu đại diện cho gần 11.000 sinh viên toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu trên các mặt công tác, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào sinh viên, góp phần xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục kỹ năng cho sinh viên được các trường đặc biệt quan tâm. Phong trào sinh viên năm tốt được triển khai sâu rộng và thu được nhiều kết quả nổi bật. 5 năm qua, các đội sinh viên tình nguyện đã tham gia giúp đỡ gần 1.000 gia đình chính sách, đóng góp tiền, ngày công, làm hàng chục công trình, phần việc thanh niên, tổ chức gần 760 buổi sinh hoạt hè cho trên 10.000 lượt thiếu nhi tham gia. Phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút trên 1.300 học sinh, sinh viên tham gia. Nhiệm kỳ 2018-2023 với chủ đề Sinh viên Hưng Yên, bản lĩnh sáng tạo, tình nguyện hội nhập phát triển, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng lớp sinh viên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tỏ lòng yêu nước, chủ động học tập, sáng tạo, có tri thức, có kỹ năng thực hành xã hội, tích cực tham gia các hoạt động, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những thành tích trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học trong hoạt động xã hội của lực lượng sinh viên tỉnh, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giàu đẹp. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Sinh viên tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và năng lực công tác của các cấp hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. Mỗi hội viên sinh viên cần phát huy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện, xây dựng cho mình hướng lập nghiệp phù hợp với điều kiện của bản thân và sự phát triển của xã hội. Cấp ủy đảng, chính quyền, ban giám hiệu các trường đại học cao đẳng cần tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa 3, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đồng chí Vũ Hồng Luyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10. Sáng nay, Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tới dự và chúc mừng hội nghị. Những năm qua, Ban Thường vụ, Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở đã kiểm tra gần 590 lượt tổ chức Đảng, hơn 1.200 lượt đảng viên, giám sát 282 lượt tổ chức đảng và gần 1.300 lượt đảng viên, tiến hành xử lý kỷ luật với một tổ chức đảng và 11 đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Bình ghi nhận và biểu dương những thành tích trong công tác kiểm tra của Đảng ủy khối doanh nghiệp, yêu cầu thời gian tới, đơn vị phải triển khai thường xuyên công tác kiểm tra và giám sát để chủ động phòng ngừa những vi phạm. Hoạt động kiểm tra đảng phải khách quan, công minh, chính xác. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hưng Yên cũng vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Toàn thành phố hiện có 34 ủy ban kiểm tra các cấp với trên 140 cán bộ đảng viên làm công tác kiểm tra chuyên trách và kiêm chức. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã ghi nhận những kết quả mà Ủy ban Kiểm tra Đảng của các cấp thành phố đã đạt được, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra giám sát do điều lệ đảng quy định, giải quyết đơn thư khiếu nại, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Sáng nay tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu,
đã tổ chức lễ công bố chứng nhận nhãn hiệu tập thể nghệ trí Tân Khoái Châu. Tới dự hội nghị công bố có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu đã khai thác có hiệu quả, bền vững, tiềm năng và lợi thế cây nghệ trên cơ sở phát triển đồng bộ sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với việc ứng dụng, tiến bộ khoa học công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, phát triển sản phẩm đa dạng, an toàn, chất lượng, kết hợp với việc tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm trên thị trường. Trong đó, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm được đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc tập trung ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cho sản phẩm, tỉnh Hưng Yên cũng như các cơ quan ban ngành của huyện chú trọng tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm nghệ ra thị trường trong nước và quốc tế là điều kiện để công nhận nhãn hiệu tập thể. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và có tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định uy tín, chất lượng, danh tiếng và giá trị thương hiệu sản phẩm nghệ Chí Tân, đồng thời là điều kiện thuận lợi để đưa sản phẩm nghệ đến với thị trường trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của sản phẩm. Tại buổi lễ, có 25 hộ sản xuất được chứng nhận nhãn hiệu nghệ Chí Tân. Để sản phẩm cam Hưng Yên đảm bảo chất lượng, dễ dàng tiêu thụ, từ đầu vụ đến nay, Hợp tác xã Cam Quảng Châu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền và quảng bá sản phẩm. Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên có trên 56 hectare cam, chủ yếu là cam Hưng Yên và cam đường canh. Để giúp bà con dễ dàng tiêu thụ khi thu hoạch, từ vụ cam năm 2017 đến nay, các hộ trồng cam đã thành lập hợp tác xã sản xuất cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích 32 hectare. Ngoài hướng dẫn bà con biện pháp tỉa cành, tỉa quả, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng theo tiêu chuẩn để chăm sóc cho cây nhằm tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, mẫu mã, hợp tác xã đã quảng bá tiếp thị sản phẩm tới các đơn vị doanh nghiệp, siêu thị tại các thành phố lớn. Vụ cam năm 2018 này, hợp tác xã ước thu trên 450 tấn cam, trong đó hộ trồng nhiều như hộ anh Trần Văn Tung, Trần Văn Được, Tương Văn Sản. Những năm gần đây, nhiều hộ dân thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ mở rộng diện tích trồng cam. Đây là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ thu lãi vài trăm triệu đồng mỗi năm. Toàn thôn Ngũ Phúc có 200 hộ trồng cam, trong đó hơn 20 hộ có tổng doanh thu từ 300 đến 600 triệu đồng một năm. Tiêu biểu là trang trại trồng cam của ông Trần Văn Vinh, Đặng Quang Huyên, Đào Xuân Biên, Đặng Văn Liển, Nguyễn Văn Quân. Hiện nay cam Vinh đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Vụ cam năm nay được các nhà vườn đánh giá là sai quả, chất lượng quả, thơm ngọt. Bình quân mỗi sào thu được khoảng 1,5 tấn quả, với giá bán là 25.000 đồng một kg, cho thu lãi khoảng 30 triệu đồng một sào. Vừa qua, các trang trại đã liên kết với nhau thành lập hợp tác xã cam Ngũ Phúc nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm. Nhận thấy hiệu quả thiết thực từ nuôi gà đem lại, gia đình chị Nguyễn Thị Thu, thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu đã đầu tư nuôi quy mô lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2014, chị Thu xây dựng chuồng trại nuôi gà rộng 500 m², gia đình chị nuôi gần 3.000 con gà, gồm giống gà lai đông tảo và gà tiêu trứng, trong đó luôn duy trì hơn 1.400 gà đẻ lấy trứng. Gà nuôi khoảng 6 tháng bắt đầu đẻ trứng. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng dịch nên đàn gà luôn sạch bệnh, trung bình một ngày cho trên 300 quả trứng. Cứ khoảng 5 ngày, chị lại mang trứng lên lò thuê ấp nở và sau 20 ngày, gà giống sẽ được xuất bán với giá từ 10 đến 30.000 đồng một con. Từ việc bán gà giống sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng giảng dạy giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức, nâng cao kỹ năng học tập, nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã tích cực áp dụng công nghệ thông tin giảng dạy bằng giáo án điện tử. Việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin như máy vi tính, máy chiếu, giáo án điện tử vào giảng dạy và học tập ở Tiên Lữ được các giáo viên và học sinh ủng hộ tích cực. Thay vì vừa giảng bài, vừa ghi phần nội dung lên bảng, giáo viên có thể tạo cho học sinh hứng thú bằng những hình ảnh âm thanh mô phỏng, tóm tắt kiến thức trên màn hình, trình chiếu, dễ hiểu, dễ nhớ.
Hiện nay 90% các trường học trên địa bàn huyện đều trang bị đầy đủ phòng máy vi tính, máy trình chiếu để phục vụ giảng dạy. 50% số tiết dạy đều ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Các trường áp dụng sớm và hiệu quả như trường Trung học cơ sở Tiên Lữ, Trung học cơ sở Tị Chế, trường Trung học cơ sở Nhật Tân. Xác định công tác khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Những năm qua, huyện Ân Thi luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Đến nay, toàn huyện có 21 hội khuyến học cấp xã thị trấn, gần 200 chi hội khuyến học ở thôn, khu phố, nhà trường, gần 270 ban khuyến học dòng họ, ban khuyến học trong các cơ quan đơn vị. Quỹ khuyến học các cấp trong huyện vận động được khoảng 5 tỷ đồng. Số tiền trên được sử dụng ủng hộ kinh phí xây dựng trường học, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương khen thưởng những tập thể, dòng họ, gia đình cá nhân, hiếu học tiêu biểu. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những tiện ích cho người sử dụng, Internet cũng khiến cho con người lạc vào mê cung của các luồng thông tin đa chiều, khó phân định được tốt xấu. Trong những năm gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng các tiện ích của Internet, mạng xã hội để truyền tải những thông tin xấu, độc, gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội một cách có chủ đích. Và để hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng tiêu cực của hành vi này đến xã hội, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Vào các ngày 16, 17 và 18 tháng 9, đối tượng Luyện Xuân Tùng, trú ở huyện Yên Mỹ, điều khiển xe ô tô đến trạm thu phí số 1 không mua vé với lý do trạm đặt không phù hợp, việc lưu thông không phải mất phí. Tại đây, Tùng đã dùng điện thoại di động quay rồi thông qua Facebook Bích Tùng phát trực tiếp trên mạng xã hội, kêu gọi nhiều lái xe khác đến cùng tham gia phản đối trạm thu phí, gây ách tắc giao thông cục bộ hướng đường Hải Phòng, Hà Nội. Xác định hành vi của đối tượng là rất nghiêm trọng, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập các đối tượng đến để tiếp tục điều tra làm rõ. Cái việc lái xe ấy, tức là thứ nhất là tụ tập kêu gọi trên mạng Facebook ấy, livestream đến là gây mất trật tự, ảnh hưởng an toàn giao thông, ảnh hưởng cản trở cái thu phí của đơn vị. Hay như vào đợt tháng 5 vừa qua, trên Facebook xuất hiện video người dân thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang đánh và trói một thanh niên vì nghi bắt cóc một bé gái 9 tuổi ở địa phương. Video được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang trong dư luận. Mạng xã hội thì thực ra nói là mạng rác thì cũng nhiều thật, nhưng mà đưa ra thì nhân dân thì người ta cũng không thể xác định được rằng là cái này thật cái này không. Thì người ta cũng cứ theo cái mạng rác mà người ta cũng tin đồn ra. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, xác định thông tin thanh niên bị đánh là Trần Văn Phương, 38 tuổi, ở thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đối tượng Phương khai nhận khi đi qua nhà anh V, phát hiện cổng nhà mở, nên đã đi vào với mục đích trộm cắp tài sản. Nhưng khi vào trong nhà, Phương thấy có một bé gái, nên đã bế bé gái này lên. Lúc này, bố cháu bé từ nhà hàng xóm đi về, phát hiện người đàn ông lạ đang bế con gái mình, nên nghi ngờ thanh niên này bắt cóc con gái. Vì vậy, anh V đã hô hoán để người dân xung quanh vây bắt. Sau khi sự việc đã được điều tra làm rõ, nhưng địa phương đã phải mất một thời gian khá dài để ổn định tình hình an ninh trật tự. Căn cứ vào cái việc điều tra của công an huyện, xác minh điều tra làm rõ thì cái vấn đề này nó cũng chưa phải là bắt cóc trẻ con. Thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động về vấn đề, tức là cũng báo để cho nhân dân biết được. Đấy, thì một số người dân thì cũng vẫn, người ta vẫn chưa hiểu, thì người ta vẫn cho là thế nào là bắt cóc trẻ con. Đấy, như nào mới là bắt cóc trẻ con, cho nên là cũng rất là khó. Nghiêm trọng hơn, vào tháng 6 vừa qua, nhiều người dân tập trung tại khu vực cổng công an huyện Yên Mỹ và trên tuyến quốc lộ 5 vì không đồng ý với kết luận điều tra của cơ quan chức năng trong vụ hai nữ sinh tử vong tại Yên Mỹ. Một số đối tượng đã lợi dụng tốc độ lan truyền nhanh của mạng xã hội để livestream và đăng tải các bài viết tin tức xuyên tạc, kích động, kêu gọi mọi người cùng tham gia phản đối, cản trở lực lượng chức năng khi thi hành nhiệm vụ. Luật an ninh mạng mới được Quốc hội thông qua và ban hành đã tạo hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ an ninh mạng, giúp người dân yên tâm hoạt động trên không gian mạng. Tuy nhiên, khi truy cập vào Internet, người dân cũng cần nâng cao nhận thức, kỹ năng của mình trong việc chọn lọc, bài trừ các thông tin xấu độc để không bị lợi dụng rồi tiếp tay cho việc lan truyền các thông tin độc hại, sai trái, thù địch hoặc dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Thì cái hành vi mà đưa lên mạng xã hội những cái thông tin sai sự thật làm gây cái hoang mang trong dư luận thì có thể bị xử lý hành chính theo cái nghị định 174
đến 30 triệu đồng đối với cá nhân tổ chức và 50 triệu đồng nếu mà có hành vi đưa sai sự thật, chống phá nhà nước, còn có thể bị truy cứu hình sự đến 7 năm tù, tùy theo vào tính chất, mức độ và hành vi cũng như hậu quả của hành vi gây ra. Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Phù Cừ liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân và các công trình xây dựng, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, công an huyện cũng đã xác lập chuyên án để điều tra làm rõ. Trong quá trình điều tra trinh sát, vào khoảng 9 giờ ngày 4 tháng 10, công an huyện và quần chúng nhân dân đã kịp thời bắt giữ đối tượng Vũ Văn Dũng, sinh năm 1980, trú tại thôn Ngũ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, đang lấy trộm motor máy trộn bê tông tại công trường xây dựng. Đối tượng khai nhận sau nghiện ma túy và lợi dụng sơ hở của các nhà dân và các công trình xây dựng không có người trông coi, đã cùng với Nguyễn Khắc Liên, sinh năm 1985, trú tại xã Tống Phan, gây ra 4 vụ trộm cắp tiền, máy tính, các loại motor trên địa bàn huyện Phù Cừ. Hiện công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chị Hương, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, thu nhập khá từ trồng ổi. Huyện Ân Thi còn tồn tại nhiều vi phạm công trình thủy lợi khó giải quyết. Điểm tập kết rác không hợp lý trên quốc lộ 39 qua xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.